Ok. Rồi, hai bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radar Finance cùng với Uni. Rồi, cái vấn đề là sau Tết thì các bạn sẽ quay trở lại rất là nhiều những cái mở bụng với tầng tầng lớp lớp. Rồi, hôm nay tôi với Uni sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn một cái chương trình tập để bạn có thể tập khoảng cứ 3 ngày, rồi các bạn nghỉ một ngày, rồi các bạn lại quay lại 3 ngày để giảm mỡ, giảm cân và giảm đẹp hơn nha. Rồi, đầu tiên là cái ngày đầu tiên thì khi mà tập trong 3 ngày này, chúng ta sẽ tập 3 ngày nha. Ngày 1 thì chúng ta sẽ tập cardio và bụng với khoảng 400 calorie. Ngày 2 sẽ là chân, mông, đùi và cơ co, cơ bụng lõi trung tâm cùng 400 calorie. Và ngày thứ 3 sẽ là thân trên với khoảng tầm 300 calorie thôi. Ok, rồi đến với cái ngày đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho bạn những cái kỹ thuật và những cái bài tập như thế này. Bạn cố gắng có thể lấy giấy bút sổ sách các bạn ghi chép lại. Đầu tiên, cái ngày đầu tiên, ngày số 1 với 400 calorie với 4 bài tập. Mỗi bài chúng ta sẽ tập 4 hiệp. Rồi đầu tiên là bài clap jack với 50 cái. Rồi clap jack sẽ tập như thế này. Đó, em tập đi. Rồi, đó, đó, từ từ. Mỗi lần mà các bạn nhảy, các bạn khép vô gì nè, các bạn đã tập 1 cái. Và hãy tập như vậy mà tới 50 cái. Rồi đó, rồi tập, chỉ tập như vậy 50 cái. Tại vì những cái bài này nó sẽ giúp các bạn tiêu hao một cái lượng calo rất là lớn. Và tay vai của bạn nó vẫn sẽ phải hoạt động để giảm mỡ, giảm cái lượng mỡ thừa ở phần đó nha. Và 4 hiệp như vậy, giữa mỗi hiệp thì các bạn nghỉ cho mình khoảng tầm 30 giây thôi. Và tập 4 hiệp, bấm giờ, cố gắng hoàn thành trong khoảng tầm cỡ 7 đến 8 phút. Đó, nhảy liên tục gì mà 50 cái là cái hơi thở của bạn sẽ phải giữ rất là đều để có được cái vòng eo thon gọn như thế này nha. Rồi, đến bài số 2 thì chúng ta sẽ tập chuyển qua phần bụng một chút. Chúng ta sẽ vào cái bài đạp xe trên không. Đây. Rồi, ok, rồi vào thử bài đạp xe trên không nè. Rồi, đó, trời, tầm chậm, chậm lại, từ từ. Đấy, đó, cái góc độ này nè, xuống, các bạn lưu ý nè nha. Khi mà các bạn tập tới cái bài, sorry em. Khi mà các bạn tập tới cái bài này á, các bạn lưu ý là lúc mà các bạn gập lên á, nè, hướng dẫn cho nè. Cái phần cái bài đạp xe trên không á, các bạn tập á, khi bạn gồng á, cái cổ của bạn cố gắng nhấc lên phần đất luôn và xoay làm sao và giữ như nè, cuộn mà làm sao. Ví dụ như bạn gồng tới gì là chưa đâu, các bạn phải cố gắng phần cùi chỏ nè, các bạn gặp mà các bạn đưa sâu vô tới gì luôn nè. Tại vì các bạn càng đưa sâu, cái phần cơ bụng của bạn nó càng cuộn xô sâu, các bạn sẽ rất là mau mỏi nha. Đạt mà hờ hờ như nè là nó chưa vô đâu, là phải cuộn sâu nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, đó, thậm chí là bạn cố gắng bạn kéo làm sao cho cái đùi gối, đầu gối của bạn á nó gần chạm ngực của bạn luôn, vô cực kỳ. Làm sao để không mỏi cổ? Không mỏi cổ là các bạn sẽ nhìn hướng lên trên một chút và hít thở đều thì các bạn sẽ hạn chế không mỏi cổ nha. Rồi, như vậy cái bài này thì chúng ta một hiệp các bạn tập 30 cái, mỗi lần chạm một bên là một cái, 30 cái liên tục và tập 4 hiệp. Ok. 2 phút. 4 hiệp thì cứ bấm giờ đi, cứ tập xong một hiệp, nghỉ 30 giây xong vô lại. Rồi. Tiếp theo, bài số 3, chạy nâng cao gối. Chạy nâng cao gối thì rất là đơn giản. Đó, chỉ cần cái gì thôi. Để tay phía trước vậy nè. Đó. Đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng các bạn lưu ý một điều là khi mà các bạn chạy á, cái gối, cái tay của bạn phải để cao. Làm sao mà để bạn cái đầu gối của bạn chạy mà nó cuốn cao hơn. Như vậy nó vừa đốt thể lực, vừa đốt lượng calo rất là nhiều và vừa giúp các bạn ép được cái phần cơ bụng của bạn vô. Tất nhiên là bạn cố gắng bằng chạy cho thật là cao, chứ bạn đừng chạy kiểu gì, chạy gì lâu mệt đó, chạy cao lên đó nó mới mau mệt được. Tại vì bạn tập để làm gì? Bạn tập để bạn tiêu hao một lượng calo lớn hơn, đúng không? Bạn tập để cái động tác nó vô nhiều hơn, với động tác bạn tập nó phải hiệu quả hơn. Rồi, xong 3 bài nhé. Bài xong 3 bài, tới bài số 4 là bài chống tay kéo gối. Chống tay kéo gối với 4 hiệp. À. Đó, chống tay kéo gối. Có cần cản tay không? À, được rồi, tới đó đây là anh hướng dẫn cho. Kéo gối lên. Rồi, bài này thì 4 hiệp, mỗi bên 20 nha. Rồi, ok. Rồi, các bạn lưu ý, như các bạn vừa rồi các bạn thấy á, là Uni sẽ giữ cái phần tay và khuỷu tay nó hẳn gì. Nghĩa là đầu tiên các bạn phải cố gắng làm sao mà các bạn giữ cái cho người của bạn nó đừng có bị dốc về phía sau, nó phải hơi dồn người phía trước. Bạn đứng như các bạn kéo là sai nè. Đó, các bạn phải dồn người phía trước nhiều hơn một chút. Kéo làm sao mà cố gắng cái đùi gối nó gần chạm ngực luôn. Nó gần chạm ngực, ép vô.
nó mới vô bụng và ép liên tục gì trái phải nhiều nha, 20 cái, tức là một hiệp là 10 cái mỗi bên và tập 4 hiệp như vậy nha. Bài sẽ rất là mệt, chắc chắn bài sẽ rất là mệt. Rồi, cái ngày đầu tiên tôi đọc lại 4 bài tập. Đầu tiên là Clapjack 50 cái, 4 hiệp. Rồi, đạp xe trên không tập bộ với 30 cái 4 hiệp, chạy nâng cao gối với 40 cái, là tức là 20 cái một bên chân 4 hiệp. Và cuối cùng là chống tay cái gối với 20 cái 4 hiệp. Rồi, 400 calorie bạn tập, bạn sẽ giảm mỡ và eo rất là thon gọn nha. Rồi, ok. Bao lâu thời gian? Cái này để chắc cỡ tầm nửa tiếng trở lại thôi, không tập lâu hơn. Anh cho một móc đi để cho người ta biết. 25 phút thôi. Đi nha. Mỗi bài cho các bạn 8 phút. À, cố gắng bung hết sức tập, tại vì nếu bạn tập trung tập đúng kỹ thuật như tôi vừa hướng dẫn, bạn sẽ cực kỳ mệt nha. Cố gắng nha. Rồi, tôi nghĩ 1 phút tôi quay tiếp phần 2 cho các bạn coi.